hoàng mua cái đèn đội đầu xoay, kiểm tra hàng méo hết đây, không biết rồi trong vấn đề gì không. China China đèn tàu. Một trăm nghìn cái đèn đấy các bạn. Đèn tám bóng đây. Đấy. Ba chế độ. Rất là sáng. Đây, dây lắp. Đây nha các bạn mua hàng nhé. Họ cũng yêu cầu đây, quay video lúc mở hàng. Trừ trường hợp hỏng để còn khiếu nại, các bạn mà không quay các bạn cứ thế là xé ra là sau này khiếu nại rất là khó. Đây cái hộp của tôi quay nó méo như thế này, tôi phải quay để xem bên tàu hàng có làm vỡ cái đèn của tôi hay không, nhưng mà hàng không bị sao nhé. Đây đèn. Đội đầu. Rất sáng nha. Tắt điện thử.